Xin chào và rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong chuyên mục Tarot dành cho người độc thân. Một chuyên mục được phát sóng đều đặn vào ngày đầu tháng với mong muốn là cho những bạn FA, những người cô đơn một cơ hội lên bài để xem là trong tháng này liệu tình yêu có gõ cửa với họ hay không. Có thể nói đây là một trong những cái chương trình rất được mong đợi ở trên kênh của mình. Nên là nếu như mà bạn nào thấy hay và thú vị thì làm ơn cho mình một chia sẻ, một like hay là một subscribe nhé. Còn bây giờ thì không để cho tất cả các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với cả các tụ bài ngày hôm nay nào. A few moments later. Như các bạn đã thấy thì hiện tại trên góc màn hình đang có 4 tụ bài được đánh số rất to và rõ ràng, 1, 2, 3 và 4. Nhiệm vụ của các bạn thì chẳng có gì cả, chỉ cần chọn ra cho mình một tụ bài mà các bạn ưng ý nhất, rồi sau đó tua đến cái phần mà mình giải nghĩa cái tụ bài đấy ở ngay phía sau đây. Còn bây giờ thì xin mời, bây giờ là sự lựa chọn của các bạn đấy. Ngay sau đây sẽ là phần giải nghĩa cho những bạn nào đã chọn tụ bài số 1. Hãy lưu ý rằng, một lời khuyên tổng quát dành cho tụ bài số 1 này: làm ơn, hãy thật tỉnh táo và đừng để cảm xúc của mình bị đánh lừa. Lý do là bởi vì tại sao? Cái lá đầu tiên mà mình lên được cho các bạn trong trường hợp này, tên của nó là Three of Cups, ba cốc. Nền tảng phát triển về các cái mối quan hệ của các bạn mà là ba cốc nằm xuôi như thế này thì hoàn toàn có khả năng sẽ có mối quan hệ đến gõ cửa nhà bạn. Và gần như là chắc chắn luôn đấy, bởi vì thường ba cốc thì nó báo tin vui mà. Thường ba cốc nằm xuôi thì rất khó để mà không có một mối quan hệ nào dành cho các bạn. Thậm chí cái sức ảnh hưởng của mối quan hệ đấy tác động lên chính các bạn, nó lại còn đem lại cái sự yên tâm. Thậm chí ở đây là 10 tiền. 10 tiền là một cái quân bài, nó đại diện cho một cái sự định hình và tính ổn định tốt. Nó đại diện cho cả cái lớp nghĩa về gia đình. Tức là một cái sức ảnh hưởng từ mối quan hệ lên các bạn tốt không? Rất tốt, rất đẹp đúng không? Vậy thì với những bạn nào mà chọn tụ bài số 1 này thì hai cái giá trị nền tảng, hai lá bài đầu tiên, Three of Cups nằm xuôi và 10 tiền, nó hoàn toàn rất dễ dàng để có thể khẳng định rằng đúng, các bạn sẽ có một mối quan hệ trong trường hợp này. Thế nhưng hai cái lá còn lại sẽ là một vấn đề lớn. Chúng ta có một lá đầu tiên, tên của nó là Five of Cups, tức là 5 cốc. 5 cốc là sự mất mát, đau buồn, khổ đau. Và cái lá tiếp theo là Queen of Cups, đó là sự lụy tình. Vậy thì hãy lưu ý một chút này. Có thể mối quan hệ của các bạn rất tốt, cái sự khởi đầu cũng như tính tương tác trong mối quan hệ của các bạn rất đẹp. Nhưng cái động cơ khiến cho cái người mà tìm đến các bạn, mà họ hướng đến các bạn, chưa chắc đã là một động cơ trong sáng. Với một cái giá trị của 5 cốc nằm xuôi thế này, có thể họ đang trải qua một cái thời kỳ đau buồn. Họ vừa mất mát đi một cái mối quan hệ nào đấy, và họ đang lụy tình, họ chưa quên được. Và lúc này họ hướng đến với các bạn chỉ đơn giản, các bạn là một sự lựa chọn, các bạn là một sự thay thế. Thế cho nên nếu như mà bạn nào chọn tụ bài số 1 thì lời khuyên của mình đó là hãy tỉnh táo trước cái cảm xúc của chính bản thân mình. Đừng có để cái cảm xúc nó lú hết trên não ấy, rồi các bạn cứ chạy theo nó một cách miệt mài, và rồi đến cuối cùng lại chẳng nhận được cái gì cả. Đề phòng nhá, cẩn thận đấy. Tiếp theo sẽ là phần giải đáp dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 2. Đối với những tụ bài số 2 thì từ khóa cho các bạn đó là các bạn sẽ phải kiên nhẫn rất nhiều. Lý do tại sao? The Nine of Pentacles khi nằm xuôi như thế này, nằm ở cái nền tảng phát triển mối quan hệ của các bạn như thế này thì nó nói về sự chăm chỉ. Các bạn đã hiểu tại sao mình nói rằng mọi người phải kiên nhẫn chưa? Khi mà một quân bài về sự chăm chỉ đã hiện lên trong chuyện tình cảm, tức là chắc chắn rồi các bạn sẽ phải tốn rất nhiều công sức và rất nhiều thời gian cho cái mối quan hệ đó. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì cái sức ảnh hưởng của các bạn lên họ vẫn còn rất yếu và rất thiếu. The Sun lộn ngược nó có nghĩa là ít dấu ấn. Điều đó chứng tỏ là ngay kể cả khi các bạn đã có một cái sự chú ý của bản thân mình dành cho cái mối quan hệ nào đấy rồi, thì cái sự nổi bật của các bạn nó vẫn còn quá ít, nó vẫn quá nhạt nhòa và nó quá ít dấu ấn đối với The Sun Reverse như thế này. Thế nhưng ít dấu ấn ở đây không có nghĩa là mình không thể làm cho cái dấu ấn của mình rõ ràng hơn. Và một trong những cái quân bài đó đã hiện lên, Eight of Pentacles, 8 tiền. Bên cạnh cái Nine of Pentacles là một sự chăm chỉ, thì 8 tiền nó là một quân bài nó nâng cấp hơn hẳn. Nó không chỉ chăm đâu, nó còn tận tụy, nó còn tỉ mỉ, nó còn cầu toàn. Tức là nó muốn các bạn có một cái sự chăm sóc một cách tuyệt đối và một cái sự chủ động tuyệt đối với cái mối quan hệ này. Với mối quan hệ này các bạn sẽ phải rất tỉ mỉ, các bạn sẽ phải rất chi li và chi tiết. Các bạn sẽ phải nâng cái tầm hoàn hảo lên cái mức cao nhất nếu như các bạn muốn có nó, và nếu các bạn muốn tạo ra được một cái sức ảnh hưởng và cái dấu ấn của bản thân mình với cái mối quan hệ này. Chứ còn nếu như mà bạn hời hợt, bạn nhạt nhẽo và bạn không có một cái gì nổi bật và bạn không làm nổi bật bản thân mình được,
thì nói thật luôn là bạn không có bất kỳ cơ hội nào cho cái mối quan hệ này cả. Được chưa? Đấy là lý do tại sao mình nói rằng là ngay từ đầu các bạn sẽ cần cái sự kiên nhẫn cho cái lượt bài này. Thế nhưng mà có nhiều kiểu kiên nhẫn mãi thì nó cũng phải có một cái thành quả gì đấy chứ đúng không? Chứ còn kiên nhẫn mà không có thành quả thì nó chuyện quái gì. Và thật là may, cái lượt bài này sự kiên nhẫn sẽ đền đáp cho các bạn. Two of Cups nằm xuôi, nghĩa là sự kết nối và sự đồng điệu. Đây là một lá bài đẹp cho một sự kết nối về mặt cảm xúc. Tức là sao? Cái khó khăn nhất của mối quan hệ này không phải là không sợ nó có kết quả. Nhớ, không phải là sợ nó không có kết quả chứ, nhầm. Mà chỉ sợ rằng là các bạn không đủ kiên nhẫn dành cho nó. Và nếu như bạn chọn tụ bài số 2 này và bạn đang băn khoăn cái việc là không biết là liệu mình có nên tiếp tục hướng đến cái mối quan hệ đó hay không, hướng đến cái người mà mình đang chú ý hay không, thì câu trả lời của các bạn là có. Hãy kiên nhẫn lên, hãy làm mới bản thân mình đi và đừng có bao giờ tiếp cận họ với một cái con người cũ kỹ lặp đi lặp lại cả. Nhớ nhá, ngay bây giờ sẽ là phần giải nghĩa dành cho những bạn nào đã chọn tụ bài số 3. Với tụ bài số 3 thì từ khóa dành cho những bạn chọn tụ bài này đó là sự trưởng thành. Lý do tại sao thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào giải nghĩa nhá. Lá đầu tiên, tên của quân bài này là Nine of Wands. Nine of Wands bản chất là một cái lá bài nó mạnh về cái sự hoàn thiện. Nó là một cái gì đấy nó gần tiệm cận đến cái mức độ hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà khổ một nỗi là cái sự hoàn thiện và hoàn hảo của Nine of Wands nó không phải là sinh ra từ vạch đích nó đã được như thế. Mà đây là một quân bài nó đòi hỏi phải vượt qua những cái khó khăn, những cái trắc trở, những cái thử thách để tiến đến hoàn thiện cho một điều gì đó. Và nếu như nó đã đại diện cho cái nền tảng phát triển mối quan hệ của các bạn, cái thứ mà các bạn đang hướng đến, thì mình nói luôn này, Nine of Wands kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ đặt ra rất nhiều thử thách nhá. Nhưng mà cái thử thách này nó không phải là những cái giá trị thử thách khó khăn đâu, nó không phải là thử thách đoán suy nghĩ đâu, mà nó là cái giá trị thử thách về mặt trưởng thành đến đâu. Các bạn trưởng thành đến đâu, các bạn lớn hơn họ một cái đầu đến đâu, các bạn suy nghĩ chín chắn như thế nào. Đấy là thứ mà đối tượng các bạn đang nghĩ đến, người ta đang mưu cầu và người ta đang cần cái điều đó. Được chưa? Và nếu như các bạn không đủ trưởng thành thì các bạn cũng đừng có nghĩ đến cái mối quan hệ này làm cái gì cả. Tiếp nữa ở đây đó là The High Priestess. Rồi. Giá trị và sự tương quan trong cái mối quan hệ giữa bạn và cái mối quan hệ mà bạn đang để ý tới trong trường hợp này, nó mang rất nhiều cái lợi thế. The High Priestess là một quân bài như thế. Ít nhất ở đây cái sự liên kết này nó có nghĩa là sự học hỏi, sự tìm tòi, một giá trị kết nối nó sâu. Mà nó có một cái lớp nghĩa là tiềm thức mà. Cho nên chúng ta không cần phải quá lo về cái khả năng tương tác qua lại trong cái mối quan hệ này. Sự giao tiếp với họ trong trường hợp này là ổn, được chưa? Thậm chí này, chúng ta có Page of Swords, được chưa? Sức ảnh hưởng từ phía môi trường phát triển mối quan hệ, tức là từ phía người ta tác động lên bạn có ổn không? Ổn. Sức ảnh hưởng mà bộ kiếm đại diện cho quyền lực và sức ảnh hưởng của họ tác động lên mà lại còn là Page of Swords, chỉ có một cái vấn đề hơi gợn. Bản chất của Page of Swords rất ít khi nó mong muốn một cái sự định hình và tính ổn định. Thường thì nó sẽ mang nhiều cái giá trị về sự trải nghiệm nhiều hơn. Được chưa? Thế cho nên là với cái con người này, nếu như bạn không phải là một cái gì đấy thật là trưởng thành, bạn không phải là một cái con người nào đó mà thật sự là chín chắn và có thể nắm đầu được họ và có thể khiến cho họ cảm thấy rằng họ nể phục mình, thì đối với họ cái mối quan hệ này nó cũng chỉ như là một sự trải nghiệm thôi. Nhớ, đấy là vấn đề. Cuối cùng, Nine of Pentacles rồi. Tin buồn này. Nếu như trong cái mối quan hệ này và trong cái tương tác với mối quan hệ này, bạn hỏi rằng liệu rằng cái sự chủ động của mình nó có cần phải nhiều không? Tôi sẽ nói luôn, với những bạn nào chọn tụ bài số 3 thì cái sự chủ động mà bạn dành cho cái mối quan hệ này phải rất nhiều. Bởi vì ở phía họ nhé, họ sẽ có một cái sự lười biếng. Lười biếng ở đây tức là sao? Nếu bạn hỏi tôi là họ có chủ động không? Rất khó và rất ít. Tính chủ động của Nine of Pentacles nó là sự lười biếng mà. Lười thì làm gì có chuyện chủ động, đúng không? Và đấy là bí quyết dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 3 đấy. Và cuối cùng sẽ là phần giải nghĩa dành cho những bạn nào chọn tụ bài số 4. Tụ bài số 4 thì mình sẽ không có một từ khóa nào cả, mình sẽ cắt nghĩa tuần tự thôi nhá. Lá đầu tiên mình lên được cho các bạn về nền tảng phát triển mối quan hệ của các bạn trong tháng này, tên của nó là Three of Swords Reverse. Ba kiếm mà lộn ngược trong trường hợp này thì thường nó nói rằng là bạn nên có một cái sự lạc quan. Tại sao ngay từ đầu nó lại khuyên chúng ta là phải lạc quan? Lạc quan bởi vì điều gì? Bởi vì là rồi chúng ta sẽ có được mối quan hệ đó à? Hay là lạc quan bởi vì tại sao? Lý do mà chúng ta nên lạc quan này. Bởi vì ở đây lá tiếp theo là Ten of Swords, tức là 10 kiếm. 10 kiếm thì thường nó rất là chết chóc.
nó rất là bí cực, nó rất là bí bách và nó rất là no hope, tức là không có hy vọng gì cả. Sự lạc quan mà lá đầu tiên nó muốn nhấn mạnh đơn giản là bởi vì nó biết là cái mối quan hệ mà các bạn đang tập trung vào nó chẳng có bất kỳ một cái niềm hy vọng hay là một cái sự kỳ vọng nào có thể đáp ứng được nó hết. Người kiếm như thế này là coi như nó đã hạ sát cái mối quan hệ rồi. Tiếp nữa nhé, sự liên kết từ phía người ta tác động lên bạn. Nền tảng phát triển tình cảm từ phía người ta nó lại là Six of Wands. Six of Wands nằm xuôi, nó có nghĩa là chiến thắng, nó có nghĩa là thành tựu, nó có nghĩa là được tôn trọng, nó có nghĩa là khải hoàn. Thế nhưng mà bây giờ nhá, tôi hỏi các bạn, những bạn nào chọn tụ bài số 4, các bạn để ý mà xem, nền tảng phát triển của các bạn nó lại là 3 kiếm và 10 kiếm. Nó bảo các bạn là lạc quan lên thôi, đừng buồn làm cái gì cả. Thì tôi hỏi các bạn nhé, cái thành tựu mà người ta có, đối phương, cái người mà các bạn đang để ý đến mà lại có một cái thành tựu lớn như là Six of Wands như thế này, thì liệu rằng có phải là có với các bạn không? Không, mà là họ có thành tựu với người khác. Tức là cái người mà các bạn đang để ý đến, cái mối quan hệ mà các bạn đang hướng đến, đơn giản thôi, bởi vì là người ta đã có người khác mất rồi. Nhớ. Cuối cùng thì Ace of Swords Reverse. Ace of Swords khi nằm xuôi nó có nghĩa là chiến thắng, được chưa? Nhưng mà Ace of Swords lộn ngược này thì đương nhiên rồi, chẳng có bất kỳ chiến thắng nào dành cho các bạn cả. Cho nên là thôi, với những bạn nào chọn tụ bài số 4 thì tốt nhất là các bạn tốt nhất là nên thôi từ bỏ cái ý định để mà theo đuổi một ai đấy đi, nếu như các bạn đang có ai đó nhá, nó không ổn đâu. Ok, và cái phần giải thích của tụ bài cuối cùng vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì làm ơn cho mình một like, một share, một subscribe và hãy bật chuông thông báo để có thể đón xem những video mới nhất trong những khoảng thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tụ bài dành cho những người cô đơn vào đầu tháng 8. Bye bye!